hàng nghìn người vui chơi kỷ niệm 50 năm London Gay Pride, hàng nghìn người vui chơi chen chúc trên các đường phố London hôm thứ Bảy, mùng 2 tháng 7 để kỷ niệm 50 năm ngày London Gay Pride. Đứng đầu phong trào LGBT ở Anh là một số cựu chiến binh, những người đã tham gia cuộc tự hào đầu tiên của đất nước vào năm 1972. Một cột mốc quan trọng và đã có nhiều sự khác biệt trong xã hội giữa thời đó và bây giờ. Sau hơn 2 năm bị tạm dừng do đại dịch COVID-19, các nhà tổ chức cho biết cuộc diễu hành năm nay đã thu hút một lượng lớn người kỷ lục. Harvin Thor, trưởng bộ phận PR của Pride ở London, nói với Reuters rằng đã rất vui mừng khi được quay trở lại, chiến dịch năm nay là All Pride. Với thông điệp mà cuộc diễu hành mang lại vì tầm nhìn, sự thống nhất và bình đẳng. Theo ban tổ chức sự kiện, cuộc diễu hành London Pride dự kiến sẽ là một trong những cuộc diễu hành lớn nhất trên toàn thế giới với 30.000 người tham gia và 1,5 triệu du khách đến thủ đô của Anh để chứng kiến lễ kỷ niệm quan trọng này.